Lúc đó chắc là em dạy trai á. Ông này thì cũng cao to, được gọi là lớp trưởng của lớp nữa. Rất là quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp, hay nhắn tin hỏi là chúc buổi sáng vui vẻ, chúc buổi tối tốt lành kia, mà không bao giờ thấy nhắn tin kia. Thì học một thời gian được vài tháng đầu á, thì hỏi ra sao mới biết là do em xài Vina. Cho em xài mạng Vina, bạn xài bạn được theo nên bạn không nhắn cho em. Bạn sợ tốn tiền. Có nghĩa là thật ra đó là nhắn cho cùng mạng á, cùng miễn mạng phí, cho miễn phí đó. Thật sự thì cái việc mà em nhắn tin thì vợ em nó cũng nói hơi quá, tại vì trong lớp em là nó gần tới lớp đại học, em nhớ là gần 60 người. Thì em chỉ nhắn với một số bạn mà hiện tại một số em, là bao nhiêu em? Ví dụ như là em nhớ 8 người hay là khoảng 18 người? Khoảng mười mấy người là em đã từng gặp, từng tiếp xúc, từng xin số điện thoại. Lúc đó là thậm chí là em chưa có số điện thoại của vợ em. Em với chồng em thì chung chơi chung một cái nhóm bạn nữa. Thì hôm đó là có sinh nhật một bạn, thì có một sự cố xảy ra là ông này ông bị mất chiếc xe. Mất chiếc xe máy, nhưng mà có một chuyện là nhà chồng em thì làm nông nên cái việc có một chiếc xe máy nó rất là khó khăn, nên rất là quý. Khi mà biết mất chiếc xe á, lúc đó thì mình cũng đã có thiện cảm một tí với cái anh này rồi, xong rồi thấy ảnh lại mất xe, xong rồi cũng nói chuyện này kia. Nhưng mà lúc đó là em á, thì nhà em ở dưới Cà Mau, gia đình cũng gọi là hơi khá giả một tí, thì em cũng không phải làm một cái bất cứ việc gì hết á. Em chỉ có lên em đi học thôi. Chắc là ông trời thấy em là chỉ học thôi không làm gì hết nên cho đụng vô này để em biết nhiều việc hơn. Thì bạn này mất xe, tự nhiên em phải lo theo luôn, là em với bạn này cùng đi làm để bù lại chiếc xe đó. Cùng đi làm là lúc đó chưa là gì của nhau mà. Nhưng mà lúc đó cũng đã nhắn tin nói chuyện qua lại, và cũng như là bạn cũng có ngỏ ý là làm quen. Thời điểm đó thì mình cũng chưa có nhiều việc, mình có mỗi việc học thôi, thì mình cũng muốn đi làm thêm. Thì cũng đi làm thêm chung với bạn này. Em với bạn cùng hùng lại nhau 10 triệu để em về cho nhà bạn. Để nói là do một cái người bạn khác là mất xe, nên thòn lại, bồi thường lại ấy. Thì lúc đó chắc là em dạy trai á. Đúng là vậy. Em đang định nói đó em, bé nó nói luôn rồi. Từ đầu em cũng không biết vợ em là ở gia đình khá giả đâu. Vợ em rất là bình thường, không biết trang điểm, không biết, nói chung không biết diện, ăn diện. Và thật sự trong lớp thì em chỉ ấn tượng với vợ em là ăn nói rất là lớn tiếng và rất là hổ báo. Quát nạt mấy bạn trai trong lớp luôn. Thấy chưa? Cái bộ mặt rất là dữ tợn. Nói chung là em không để ý gì tới vợ em hết. Kể từ sau này em mới bắt đầu chú ý tới vợ em. Và sau này vợ em mới bắt đầu là mới trang điểm, rồi an diện này kia, mới dịu dàng lại. Dạ, dịu dàng lại, đầm tính, không còn hổ báo nữa. Ấn tượng của chàng trai này trong mắt của Trâm thì sao? Đây là chàng trai đầu tiên mà em chủ động làm quen. Đây là cái khoảng thời gian mà hai đứa cùng kiếm tiền là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất. Rồi hai người quen nhau bao nhiêu lâu thì đi đến kết hôn? Dạ, quen nhau 7 năm và kết hôn 7 năm. Dạ, là 11 năm tại giờ. Thì em với bạn Quân có một cái điểm chung với nhau là rất thích kinh doanh. Em với bạn còn làm một chiếc xe trà chanh, bán trà chanh trước trường nữa. Nên thời điểm đó rất là vui, tất cả các bạn ở trong trường rất là ủng hộ tụi em. Bán trà chanh xong rồi tới bán đồng hồ, tóm lại là em buôn bán nhiều lắm. Thời điểm đó là em vừa học vừa buôn bán. Ủa, nhưng mà cái lúc mà đi kinh doanh trà chanh đồng hồ là lúc đó là Buôn chưa có đi bộ đội đúng không? Dạ chưa. Dạ. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì vợ em quyết định là học tiếp thạc sĩ. Còn đối với em thì em ra trường làm được nửa năm thì em có lệnh nhập ngũ. Em mới lên đường nhập ngũ. Nhập ngũ thì được cũng 6 tháng tân binh tại Bộ Tham mưu Quân khu 7. Thì các anh tạo điều kiện cho em đi học văn bằng 2 Đại học Sĩ quan Chính trị. Thì sau khi học 2 năm về thì em mới lấy vợ.